đã sơn sơn xong rất nhiều các bạn. Thì số ghe là cũng đã làm xong rồi các bạn, nhưng mà mới làm được một bên ha, nhá, kết quả cái số ha. Đó, đây mình sẽ zoom và để cho các anh em cùng xem ha. Đây. Ôi, tiếp tục hôm nay mình chia sẻ cho các bạn, cho mọi người cùng xem ha. Thì đây là một chiếc ghe cào ha các bạn. Thì mẫu này thì ngang thì nó là 5m4 đó các bạn ơi. 5m4 ha. Dài thì khoảng 20m trở lại đó các bạn. Thì hiện tại thì đã sơn, không? Sơn xong rất nhiều các bạn. Thì số ghe cũng đã làm xong rồi các bạn, nhưng mà mới làm được một bên ha. Thì cũng còn một bên đang làm, thì mình hôm nay mình tiếp tục chia sẻ quay cái cách thức của anh em làm cái vẽ chữ cho các bạn và mọi người cùng xem ha. Rồi thì đây là một người thợ nè các bạn, đang vẽ phát quả cái số ha. Đó, đây mình sẽ zoom gần để cho các anh em cùng xem ha. Đây. Đã hoàn thành được 5 số các bạn ơi. Theo hình thì mình thấy là 0866 TS ha. Thì còn một số 9 nữa. Và thêm hai cái chữ là KG nữa ha các bạn. Rồi thì mình sẽ đi một vòng coi cho các bạn cùng xem cái chiếc ghe đã sơn được những gì ha, rồi mình quay lại tiếp tục là ngay chăng cái chỗ cách thức anh này ảnh vẽ số ghe ha các bạn. Đây. Nói chung thì cũng phải phát quả các bạn ơi. Thì ở đây một số anh em cũng đang làm cái này, hôm bữa mình cũng có quay rồi đó các bạn, không là dài là 20m hả, ngang là 5m1 nha. Chiếc chơi này đang đánh cái lớp keo hồi lớp trước đã sơn này các bạn ơi, này trên cabin ha, đang đánh ra ha. Rồi ạ. Ok là ký. Còn cái đầu vỏ biển là cái đó cái đầu trên tự cái việc đó. Rồi, đang hàng. Cái là ký thêm ha các bạn ơi. Thì đây là chiếc kia đang làm cái số ha các bạn. Là ký để bắt cái bánh lái ha. Đang hàng. Rồi thì một chút xíu nữa thôi là anh sắp hoàn thành này nghe các bạn ơi. Đẹp cực kỳ không các bạn. Thêm một cái màu đen nữa gì ha. Đứng ra
nhìn thấy cái chữ nó sắc sảo ha. Ba chữ nữa thôi ha, một số và hai chữ ha là xong nha các bạn. Hình không gian thôi, các bạn cái hình là cái hình chiếu ở đằng sau ha, màu vàng đó là thể hiện cho cái hình chiếu ở đằng sau đó các bạn, như vậy cái chữ nó mới dày dặn lên, chữ số ha. Là đã xong cái hoàn thành phần vẽ chữ cho chiếc tàu đánh cá ha các bạn ơi, hay gọi là tàu biển đó ha. Thì chiếc này là một chiếc ghe cào ha, mà chiếc này là chiếc đực nha các bạn, đúng không? Thì kích thước của chiếc này thì mình cũng đã giới thiệu ở đầu video đó các bạn ơi. Mẫu này mẫu ghe cào, chiếc này là chiếc cái ha, đây chiếc đực, rồi xin lỗi các bạn, này chiếc đực ha. Thì dài là 20 mét đổ lại ha, thì rộng nó là rộng khoảng 5m1 đó các bạn ơi, kích thước là chính xác là chiều ngang đấy ha, 5m1 ha. Rồi đang bước hoàn thiện. Thank you.
chữ T nữa là xong nha các bạn ơi. Thì cũng đã xong cái phần vẽ chữ, vẽ số cho ghe ha các bạn. Quá cực kỳ là đẹp không các bạn. Rồi mình sẽ qua đây cùng xem cái nó có thiếu hay là bị gì khác ngoài bên đây không các bạn. Đây là bên cái phần vẽ trước nè các bạn. Không, hoàn toàn giống nhau. Y như đúc ha. 100%. Không gì khác cả. Chung thì anh đã có vô khuôn mẫu mà các bạn ơi. Rồi vậy thì mình xin chào tất cả mọi người và toàn thể anh em ha. Thì mình sẽ kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các anh em và các bạn và mọi người ở video tiếp theo ha. Rồi chào tất cả các anh em.